Chào bạn đã quay trở lại. Thì trong phần này á, thì mình sẽ phân loại cho bạn tiếp về gọi là bên phía gọi là bên mảng cần điều chỉnh. Có nghĩa là điều chỉnh ở đây á, thì phần này là cái phần mà có link nhưng mà lại ít traffic hoặc là conversion, thì đó là về câu chuyện là referring domain. Thì ra trước đó mình đã bên chọn bên câu chuyện là từ 0 cho đến 10 rồi đúng không, là về traffic rồi, nhưng mà mình chỉ chọn reference domain này từ 0 cho đến 1 thôi. Thì bây giờ mình sẽ bấm nút clear, sau đó mình chọn nút select all, nhưng mà mình không chọn 0 tới 1 nữa, thì mình bấm ok ở đây. Thì là toàn bộ những cái phần mà nó có reference domain là nó cao nhưng mà backlink là traffic thì nó ít, thì mình sẽ ghi câu chuyện ở đây là cần điều chỉnh, thì mình sẽ ghi cần điều chỉnh. Thì toàn bộ phần này rất là dễ dàng, nhưng câu chuyện đó thì bạn cứ kéo lên cần điều chỉnh, cần điều chỉnh, cần điều chỉnh, cho tới khi mà bạn thấy rằng nó là, tại vì như thế này, có những một số dự án đi thì mình sẽ thấy rằng là số lượng backlink của mình đó, ví dụ như là 5 đi, thì mình biết rằng 5 backlink nó thường rất là chất lượng, 5 reference domain ở đây, chính xác 5 reference domain này thường là chất lượng như thế này. Nhưng mà đối với nhiều cái dự án bên phía, ví dụ như là bên phía khách hàng mình làm hoặc là ở bên phía các website khác đó, thì mình thấy rằng referring domain cao không có nghĩa rằng là backlink chất lượng, thậm chí là nó câu chuyện là spam là chủ yếu nữa. Nên thành ra là mình chỉ muốn kéo đến khoảng đâu đó, mình lấy tiêu chuẩn là từ 5 tới 10, chính xác là như vậy. Thì thành ra mình chỉ kéo, muốn kéo đến đây là cần điều chỉnh thôi. Còn câu chuyện từ 2 đến 8 ấy, thì mình cũng phải coi coi xem có nên điều chỉnh không và backlink nó có tốt không. Còn không thôi mình xóa luôn. Thì một trong những cách đó, mình sẽ coi câu chuyện là coi coi ví dụ như total keyword, ví dụ như là 77 đi chẳng hạn, và traffic nó vô chính đi chẳng hạn, nó lên top 100 rồi, thì mình câu chuyện ở đây mình có thể điều chỉnh. Nhưng mà ở đây total keyword ở đây bằng 0 đi, thì mình sẽ ghi là không giá trị luôn, và mình sẽ muốn ba một xóa và ba một redirect nó. Tương tự như vậy cho những cái trang còn lại, thì mình sẽ muốn coi đó, ví dụ như thằng này 7 đi, thằng này 5 đi, thằng này 6 đi chẳng hạn, thì mình sẽ muốn giữ lại. Còn mấy cái thằng kia thì thấy số lượng backlink thì nó có nhưng mà thao sai nó cũng không ổn, mà lại về total keyword cũng chả thấy lên top nữa. Thì thường trong câu chuyện ở đây ấy là một là như trùng lập keyword cannibalization rất là nhiều, thường thì mình thấy là vậy, là trùng lập nội dung từ khóa, bởi vì họ SEO những từ khóa dài, họ viết nhiều bài từ khóa dài, mình thấy rất là nhiều website nó bị trường hợp như vậy. Thành ra là cái việc mà mình sẽ làm đó là 301 redirect, thì thường là mình kinh nghiệm của mình thì mình phán đoán là như vậy. Còn ở đây đi chẳng hạn, thì bởi vì total keyword nó thấp, nó có backlink ở đây, thì mình sẽ ghi trong câu chuyện là không giá trị như mình nói. Tại vì nó có hai khả năng chính đó, là một là backlink spam nhiều, hai đó là trùng lập keyword cannibalization, người cả bị ban da lẫn bên win nó phạt rồi, và bài viết nó không có ổn. Và thứ ba nữa, theo nguyên lý 80-20 thì những cái trang như thế này mình cũng muốn bỏ qua luôn, thì mình sẽ ghi là không giá trị ở đây. Nhưng mà cái lúc mà, tất nhiên là lúc mà điều chỉnh, lúc mà chỉnh sửa gì đó này nọ, lúc mà vô câu chuyện là giải pháp cụ thể, thì tất nhiên là ở phần này mình sẽ muốn khác rồi, tại vì thằng này nó có backlink, thì thành ra rằng là mình sẽ muốn đó là bài lên một redirect là chủ yếu. Rồi thì đó là toàn bộ về cái phần mà cần điều chỉnh này trong cái gọi là mình gọi AI user từ 0 cho đến 10. Bây giờ mình sẽ làm tiếp theo cho cái phần mình sẽ bắt đầu làm cái phần tiếp theo. Bây giờ mình sẽ gỡ tiếp về cái phần bộ lọc một chút, thì mình sẽ gỡ tiếp về câu chuyện bộ lọc. Bộ lọc ở đây là mình sẽ muốn lọc từ clear đi, và mình sẽ chọn từ mình select all clear đi, sau đó rồi mình sẽ muốn chọn từ 10 cho đến 50, nghe là traffic nó là 10 50, và theo cái tỷ lệ hiện tại so với 5.000 traffic một tháng đi, thì con số 10 50 này nó nằm ở khung giữa, với lại nó không kiểu ít 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 traffic. Thành ra là mình cũng muốn làm lại tương tự cho cái gọi là cái cách làm hồi nãy giờ mình làm cho chuyện là số 10 số 50, tại vì traffic nó cũng không quá là nhiều. Thì mình sẽ bấm filter by condition, thì mình sẽ bảo rằng nó là nó nằm between between nha, đó là từ khoảng từ số 11 cho đến 50 đó, thì mình sẽ bấm ok ở đây. Và bây giờ nó sẽ lọc ra hết toàn bộ cái phần đó. À, tất nhiên mình sẽ bấm reference domain đây, mình sẽ bấm select all rồi. Sao nó không hiện ra nhỉ? Thì mình coi nó có vấn đề gì không? Mà chắc bấm cancel chứ gì đã. Bấm set all lại. Rồi, 050. Không biết còn bộ lọc nào đây không ta? À, tự nhiên nó hiện này nè, mình không biết biết tại sao. Nói chung mình cũng có vấn đề với Excel, nhưng mà đại khái là bạn thấy không? 11 đến 50 nó hiện rồi đó. 11 đến 50 đây là số lượng cái nội dung bài viết của nó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là trong quá trình đó là mình phân loại nó tiếp. Bây giờ tương tự phân loại thì reference domain của mình thì mình sẽ muốn tại vì nó là từ 11 đến 50 rồi. Reference domain mình bấm xì bấm clear từ 0 tới 1, mình vẫn chọn từ 0 tới 1 trước đầu tiên. Đây từ 0 cho đến 1 rồi.
Ra user thì mình đã setup rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp làm tiếp theo. Ví dụ như lúc này mình sẽ muốn coi trên cái gọi tỷ lệ time on site và tỷ lệ total keyword là chủ yếu để mình quyết định coi bài này có nên giữ lại hay không, hay là bài này nên được xóa đi. Thì bởi vì xóa đi thì ra mình sẽ bấm từ A đến Z đoạn này. Thì những cái thằng mà từ không lên top bất kỳ một cái từ khóa nào á thì mình sẽ để là không giá trị và mình sẽ bắt đầu có ảnh hưởng trực tiếp tới. Và thứ hai nữa, mình trong quá trình mà mình coi này, mình cũng sẽ muốn coi luôn cái tỷ lệ time on site và số lượng traffic nó vô xem có tương ứng gì không. Ví dụ như bạn thấy rằng là thằng này nó thì 37 traffic và bounce rate 75, tỷ lệ thời gian là 3 phút, mặc dù total keyword có 0 thôi, thì có khả năng là hiện tại AdRep nó chưa cập nhật kịp, hoặc là một số trường hợp sau đó. Thì hôm nay mình sẽ để lại câu chuyện ở đây là ở phần này là cái gì ta, cải thiện, điều chỉnh, keep. Rồi thì mình sẽ đi câu chuyện đây là xem xét có nên cải thiện, tại vì phần này referring domain nó từ 0 tới 1 mà, nhưng mà traffic nó cũng ổn, thành ra mình sẽ xem xét có nên cải thiện. Ra tiếp theo là xem xét có nên cải thiện. Mình sẽ coi phân tích sâu vô hơn sau, xem xét có nên cải thiện. Thằng này 8 phút 18 giây 18 user trong vòng vừa qua thì mình cũng xem xét có nên cải thiện luôn. Thằng này 7 phút, thằng này mình cũng để muốn xem xét có nên cải thiện luôn. Rồi những cái thằng như là 3 phút nữa nè, 3 phút mình cũng muốn coi luôn, 1 phút 50 giây mình cũng muốn coi luôn. Thằng nào mà thấp quá, ví dụ như bé hơn 1 phút hay sau đó thì mình sẽ không có giá trị. Còn những cái thằng ở trên ví dụ 1 phút 2 giây đi thì mình có thể để câu chuyện xem xét có giá trị luôn. Còn bé hơn 1 phút thì thường bài viết nó không có chất lượng như mấy. Rồi đây là cột total keyword từ 0 trở lên, thì những cái phần còn lại mình sẽ ghi là không có giá trị. Ba giây nữa thấy không? Mình sẽ để không có giá trị ở trên đây. Rồi không có giá trị. Rồi mình đã làm hết cái cột này rồi, bây giờ mình sẽ làm cột tiếp theo là total keyword bằng 1. Thì bây giờ khúc này traffic nó ổn, thành ra mình sẽ sắp xếp trong câu chuyện, mình sẽ nhìn sơ bộ qua. Tương tự câu chuyện 1 này thì mình sẽ làm sơ bộ qua, mình sẽ xem xét có nên, tại vì total keyword nó cũng có bằng 1 thôi, nhưng mà hầu như thì tụi này ở trong đây á thì tụi này nó khả năng rơi vào xem xét có nên cải thiện hơn nhiều hơn là câu chuyện là xem là có dụng mà không giá trị. Thành ra phần này mình cũng muốn coi dựa trên cái cột này, thì hai thằng này thấy ổn, thằng này thì có thể là rồi bây giờ bắt đầu qua phần số 2 rồi, hai keyword trở lên rồi, có nghĩa là bây giờ nó cũng bắt đầu có dấu hiệu rồi. Thì thành ra nó là nhanh nhất á, thì mình sẽ không làm video xuống dưới nữa, mình sẽ cắt thẳng luôn, đi thẳng xuống phía dưới. Total keyword nó bằng 20 thì phần này chắc chắn là mình sẽ ghi là cải thiện rồi, mình sẽ làm từ trên xuống dưới tiếp cho nó nhanh cái đoạn này. User cũng rất là nhiều trong câu chuyện này, nếu bạn để ý á, thì user cũng rất là nhiều, mình keyword cũng lên top nó ổn, và đôi khi cũng có một số cái referral domain nó tốt ở đây nữa. Thì bây giờ mình sẽ kéo lên đây hết. Thì chết, kéo lỗ đè rồi. Kéo lỗ đè. Rồi thằng này 4 giây, bounce rate GA user 13, total keyword 5. Tất nhiên mình sẽ xem xét có nên cải thiện. Một số cái như vậy thì mình sẽ xem xét có nên cải thiện hay không. Nó mình làm từ trên xuống dưới thì nó là
từ dưới lên trên thì lại khá là nhanh cùng trong cái gọi là câu chuyện ở đây. Đây 17 giây, thằng 37, thằng 37 giây thì mình lên top 4 từ vào user 22 thì số lượng nó ổn, thành ra mình sẽ gọi là ghi cải thiện, mình sẽ có nền cải thiện. Nhưng mà đây cũng 13 thôi, ví dụ như vậy 0 giây thì mình sẽ không muốn chỉnh đây 6 giây, nhưng mà user thì 37 thì mình cũng muốn coi xem xét coi như thế nào, user nó cũng cao. Ở đây thì cải thiện rồi, ở đây cũng ghi cải thiện luôn. Rồi tương tự như vậy mình sẽ làm từ dưới đến trên đây, nó cũng còn một cái đoạn này nữa thôi. Chắc mình sẽ làm luôn ở đây. Rồi mình đã xong cái cột này, thì cột này chủ yếu là xem xét cải thiện và cải thiện xem có vấn đề gì không. Rồi sau bây giờ mình sẽ bắt đầu qua câu chuyện là reference domain, mà từ nó bắt đầu nhiều là từ 2 trở lên đi chẳng hạn, thì thường tụi này rơi vào câu chuyện điều chỉnh khá là nhiều. Thì bây giờ thì hẹn nhìn sơ qua chẳng hạn, thì đây là trang liên hệ thì anh em ghi giữ lại luôn, trang liên hệ hoặc là bổ sung thêm tường bên từ khóa hay sau đó, nhưng mà câu chuyện là giữ lại, mình sẽ để giữ lại ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp total keyword, tại vì thường thì tụi này referring domain nhiều và nó thuộc cũng có traffic nó ổn nữa, nên thành ra total keyword nó cũng tỷ lệ theo, như bạn thấy tỷ lệ total keyword nó cũng bắt đầu tăng hơn. Nhưng mà ở đây mình sẽ bắt đầu sắp xếp thứ tự tiếp total keyword từ A cho đến Z. Thằng này 2 backlink 222 rồi không số này thì bây giờ mình ghi là không giá trị rồi, ví dụ vậy. Rồi thằng này mà 26 thì điều chỉnh mình chỉ làm ba thằng đầu này để, tại vì ba thằng này số lượng xuống hai tôi tụt cuộc hai lên những ngày nó ít, thành ra là mình sẽ làm như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ sắp xếp theo như trước đó mình đã làm, thì bây giờ mình sẽ sắp A với Z thằng này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ tất nhiên nguyên tụi này là mình sẽ làm điều chỉnh rồi, tại vì đó, tại vì ở đây là nên được rất là nhiều backlink ở đây, nhưng mà nó lại không có lên top nhiều mà traffic nó cũng ít nữa, nên mình sẽ kéo hết toàn bộ reference domain đây là điều chỉnh hết, thuộc loại điều chỉnh hết. Rồi còn câu chuyện mà từ 9 trở xuống á, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xem xét từng cái trong câu chuyện ở đây. Ví dụ như thằng này đi nhé, thằng này 1 phút rồi, ok điều chỉnh ví dụ như vậy. Rồi bây giờ xuống 7 nè, xuống 7, 5, từ chuột 5. Rồi này mình sẽ ghi là xem xét có nên điều chỉnh. À, điều chỉnh chứ. À, xem xét có nên. À, rồi. Cái việc mà điều chỉnh thì bạn sẽ điều chỉnh về cơ bản thì lúc mà bạn điều chỉnh ở đây thì bạn sẽ điều chỉnh xem xét cải thiện thì bạn sẽ làm nhiều, còn đâu xem xét có nên cải thiện thì bạn sẽ làm nhiều, nhưng mà xem xét mà có nên điều chỉnh hay không á thì bạn sẽ không có làm quá, bởi vì điều chỉnh là điều chỉnh rồi nên thành ra bạn sẽ không có phần xem xét có nên điều chỉnh hay không, mà bạn chắc bạn sẽ điều chỉnh rồi. Nên ở đây bạn thấy là kết quả của bên phía mình á, mình làm là xem xét có nên cải thiện hoặc là điều chỉnh thôi, chứ mình không có ghi là mình không có ghi rằng là xem xét có điều chỉnh không, mà chắc chắn có chuyện là điều chỉnh đây là số lượng là nhiều rồi thì mình sẽ ghi điều chỉnh ở đây. Đây số lượng backlink mình mà nó ít, số lượng backlink ít mà user nó cũng tốt nên mình sẽ ghi điều chỉnh hết. Rồi ok, thì toàn bộ đây là cái phần toàn bộ đây còn lại rồi thì mình sẽ ghi điều chỉnh hết toàn bộ ở đây. Rồi trong video tiếp theo mình sẽ làm tiếp từ những cái phần còn lại khi mà user của nó lớn hơn 50. Rồi hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.